Được hỏi có yêu đồng giới hay không, Dương Triệu Vũ phản ứng sốc như thế này. Dương Triệu Vũ tuyên bố chỉ yêu và không bao giờ tổ chức đám cưới vì nó không cần thiết trong cuộc đời của mình. Mới đây trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ phát ngôn gây sốc khi được hỏi có yêu đồng giới hay không. Muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được. Làm trong showbiz tôi đã quá quen với những câu hỏi về giới tính, đồn đại nhiều lắm. Nhưng muốn biết giới tính tôi thế nào thì phải lên giường mới biết được. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đến giờ vẫn độc thân và không công bố hẹn hò ai. Bên cạnh đó lại còn có mối quan hệ thân thiết với anh Đàm Vĩnh Hưng, thì chuyện bị đặt câu hỏi về giới tính là bình thường. Nhưng tôi sẽ không trả lời, đó là quyền riêng tư của tôi. Nếu nói ra thì có ai tin không? Hay đơn giản hơn, nói hết tất cả thì còn gì thú vị? Mọi người cũng đâu có ngủ với tôi để mà biết tôi thích giới tính nào. Dương Triệu Vũ, muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được. Mối quan hệ trên mức bạn bè của Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của những người quan tâm đến showbiz Việt. Từng gây xôn xao bởi bữa tiệc kỷ niệm 14 năm 9 tháng hệt như đám cưới, lại nhiều lần hôn nhau trong các sự kiện có giới truyền thông cùng tham gia, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ liên tục vướng phải tin đồn yêu nhau. Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng rất thân thiết, họ không ngần ngại hôn má khi ở trên sân khấu cũng như đời thường. Bởi vậy, Dương Triệu Vũ và đàn anh vướng tin đồn yêu đồng giới. Được biết mới đây, Dương Triệu Vũ còn là khách mời trong một talk show giao lưu cùng người hâm mộ. Trong chương trình, nam ca sĩ chia sẻ nhiều về sự nghiệp, cuộc sống riêng tư và cả mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Khi nhắc đến chuyện sẽ lập gia đình, khi sự nghiệp ổn định, có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, Dương Triệu Vũ chia sẻ, tôi từng thông báo sẽ không bao giờ làm đám cưới tại vì nó không thực sự cần thiết trong cuộc sống của tôi. Tôi ích kỷ lắm, tôi muốn được thoải mái. Muốn thích là đi đâu mà không bị lệ thuộc, không bị trói chân. Tôi nghĩ nếu như đám cưới sẽ không có sự bền bỉ giống như bố mẹ mình đâu. Bố mẹ mình có thể cưới nhau 50-60 năm. Mình chắc chắn không, tôi mau chán lắm. Về việc không có ý định muốn đám cưới, anh phải chia sẻ trước khi yêu, ngay cả với người yêu hiện tại rằng mình yêu đến bao lâu thì bấy nhiêu, nếu em chấp nhận yêu cứ đơn giản là yêu thì tiếp tục, còn nếu không, em cứ tìm người khác cho những gì mà em muốn. Dương Triệu Vũ tuyên bố sẽ không bao giờ tổ chức đám cưới. Nam ca sĩ cho rằng ở độ tuổi hơn 30 lại có quan hệ đặc biệt với Đàm Vĩnh Hưng nên bị nghi ngờ về giới tính là điều bình thường. Sau scandal, Nhan Phúc Vinh nói, tôi nên giữ khoảng cách với Nhã Phương. Phản ứng của cô là, Nhã Phương là một cô gái nữ tính nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, Nhan Phúc Vinh nhận xét về bạn diễn. Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng cái tên Nhan Phúc Vinh chỉ được chú ý khi có tin đồn tình ái với Nhã Phương, chứ không phải những thành tựu điện ảnh. Lúc đầu tôi cảm thấy rất buồn cười, chúng tôi chỉ là bạn bè, Phương là một người bạn thân đối với tôi trong nghề. Mọi chuyện chỉ đơn thuần là tôi thấy bạn mình lạnh thì khoác cho bạn một cái áo, nhưng cuối cùng mọi người lại suy diễn theo cách hoàn toàn khác. Vụ việc bị đẩy đi quá xa khi tôi liên tục bị hỏi về mối quan hệ với Nhã Phương, đến mức tôi cảm thấy khó chịu. Thậm chí tôi không muốn nhắc lại vấn đề này, bởi lẽ cho dù tôi cố ra sức thanh minh đến thế nào, thì mọi người cũng không tin giữa tôi và Phương chỉ là bạn. Còn có người ác ý cho rằng tôi cố tình nhắc đến Nhã Phương để được chú ý. Điều này khiến nhiều người vốn yêu thích tôi có cái nhìn không đúng. Tôi cảm thấy rất tổn thương. Và hy vọng sau cuộc trò chuyện này mọi người có thể để mọi chuyện đi vào quá khứ. Mọi người vẫn thường nói không có lửa làm sao có khói, anh có biết đâu là nguồn cơn của những tin đồn này. Tôi từng hợp tác nhiều với bạn diễn nữ, sau khi làm việc xong, tôi và họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Trước đó tôi từng có tin đồn tình ái với các bạn diễn khác chứ không phải Nhã Phương. Mọi chuyện vô tình diễn ra vào đúng thời điểm của cuộc sống đời tư Nhã Phương đang bị dư luận chú ý, nên tôi bị lôi vào cuộc một cách không mong muốn. Điều này khiến tôi bất ngờ, nó khiến tôi không thích một chút nào. Tin đồn có làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa anh và Nhã Phương, hai người có cảm thấy không tự nhiên khi phải đối mặt? Chúng tôi không quan tâm, hai anh em vẫn đi ăn uống cùng nhau bình thường. Cá nhân tôi không thích những chuyện thị phi, sự quan tâm quá mức của công chúng về chuyện này trở thành áp lực với tôi. Gần đây, khi muốn hẹn một người bạn bình thường đi ăn, tôi cảm thấy rất lo lắng. Chính từ chuyện này, tôi nghĩ tốt nhất nên giữ khoảng cách để tránh những hiểu lầm không hay. Giữa lúc Nhã Phương đang gặp nhiều ồn ào trong chuyện tình, anh có nhắn tin hỏi han hay an ủi cô ấy? Tôi không nhắn gì cả, tôi và Phương biết nhau quá lâu và hiểu nhau. Có những chuyện không cần phải nói ra, thực chất nói ra cũng không thể giúp ích được gì cho người trong cuộc. Tôi thấy không cần thiết. Anh nhận xét Nhã Phương là người như thế nào?
Trong công việc, Phương khá giống tôi, cầu toàn và nghiêm túc. Mỗi lần nhập vai, Phương không còn là chính Phương nữa, mà chỉ còn là nhân vật. Thậm chí cô ấy sẵn sàng đứng lên tranh luận với bạn diễn và đạo diễn nhằm cải thiện nhân vật của mình. Trong đời sống cá nhân, Phương là một cô gái nữ tính nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Phương dễ tin bạn và đây là một điều tốt. Trên phương diện là bạn thân, anh nghĩ thế nào khi nhà Phương luôn im lặng trước những ồn ào tình cảm? Tôi không quan tâm chuyện xung quanh. Từ những ngày đầu tham gia showbiz, tôi chỉ tập trung cho những dự án của mình. Nên ít biết đến thị phi và tin đồn showbiz, tôi chỉ dành thời gian đọc tin thể thao là chính. Sở hữu ngoại hình điển trai, tại sao anh không xây dựng hình tượng soái ca ngôn tình để thu hút fan nhiều hơn? Tôi từng tham gia kiểu nhân vật này ở mảng truyền hình, tôi hiểu dạng vai đó có sức hút mãnh liệt hơn nữa trên màn ảnh rộng. Tôi cũng rất mong chờ được thể hiện dạng vai soái ca ngôn tình bằng một Nhan Phúc Vinh trưởng thành chín chắn và nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn trước kia. Tại sao anh lại không có hình mẫu lý tưởng? Tôi tiếp xúc với rất nhiều mẫu người thông qua phim ảnh cũng như cuộc sống. Nhưng sinh quan về những cô gái xung quanh tôi rất đa dạng và phong phú, nên tôi không có hình mẫu lý tưởng. Tôi chỉ muốn một người hiểu mình và có thể chia sẻ được những áp lực. Anh có thấy mình là một người khó tính trong mọi chuyện chứ không chỉ là tình yêu. Đúng, tôi là người khó tính trong tất cả mọi thứ. Cuộc sống độc thân đã bắt tôi phải sống theo quy tắc để không bị sa ngã. Dần dần điều đó ăn sâu vào lối sống của tôi. Xuân Bắc khiến dân mạng dậy sóng vì công khai động viên Phạm Anh Khoa bị dân mạng tổng tấn công còn trả lời cực choáng. Dòng trạng thái động viên Phạm Anh Khoa của danh hài Xuân Bắc khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa. Như nhiều nghệ sĩ Việt khác, mới đây Xuân Bắc có đăng dòng trạng thái liên quan đến scandal gạ tình và lời xin lỗi dài 3 trang giấy của Phạm Anh Khoa. Khoa ơi, cố lên em, sai thì sửa, nhầm thì bỏ, cuộc sống này có ai mà không mắc lỗi, quan trọng là mình đối diện với nó thế nào, gạt qua một bên, tiếp tục làm đam mê ca hát để cống hiến tài năng nhé. Anh tin mọi người sẽ hiểu, bỏ qua và tiếp tục ủng hộ em trên con đường ca hát, danh hài Đức Bắc viết. Dòng động viên Phạm Anh Khoa của Xuân Bắc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, những lời an ủi Phạm Anh Khoa của Xuân Bắc lại khiến dân mạng dậy sóng. Rất nhiều trạng thái cảm xúc được sử dụng từ thích, yêu thích đến phẫn nộ, buồn và vô số bình luận trái chiều ở dưới bài đăng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ quan điểm với nam danh hài, không ít người để lại những bình luận tỏ ra không hài lòng, thậm chí là chỉ trích trước phát biểu của Xuân Bắc. Thật không hiểu sao anh Nguyễn Xuân Bắc lại có dòng trạng thái mà theo em là đang ủng hộ hoặc động viên Phạm Anh Khoa, trong khi bản thân anh ta đang là nhân vật gây ra tội lỗi này. Không ai hiểu và bỏ qua cho cái tội dâm ô này anh Xuân Bắc nhé. Thử hỏi nếu đây không phải là những người phụ nữ trưởng thành mà là những trẻ vị thành niên hoặc là những bé gái non nớt, thì liệu có tiếng nói nào được lên tiếng cho mọi người biết hay không? Hay lại là sự im lặng của bầy cừu? Còn con sói thì lại tiếp tục nhẫn nhơ. Rất thất vọng vì cái status này của anh Xuân Bắc ạ. Một Facebook lên án. Tấn công tình dục mà làm như sai sót nhỏ, sai thì sửa và không ai đánh kẻ chạy lại cả. Nhưng cũng đừng ghi status an ủi như thế, phải để họ thấu với những gì họ làm. An ủi thì đi nhắn tin riêng. Chứ đừng công khai kiểu này, đọc mà chọc giận dư luận. Tấn công tình dục sai rồi sửa là được sao bác? Có tâm thì phải có tâm nhé, một người khác bình luận với dòng điệu gay gắt. Trong khi đó, nhiều người lên tiếng bên vực Xuân Bắc, đồng thời chỉ trích những người khắt khe với Nam Tào và Phạm Anh Khoa. Kệ người ta thôi chú, giờ anh em đồng nghiệp với nhau bao nhiêu lâu, Phạm Anh Khoa có như thế nào thì chú biết, người chơi cùng biết. Cháu định lơ vụ này nhưng thấy status của chú, nên cũng muốn bày tỏ quan điểm thôi. Giờ chẳng lẽ sai thì ép người ta chết mới chịu. Dư luận bảo, thử là người thân của mày bị xàm sỡ xem có được hay không. Cháu cũng nghĩ, sao họ không nghĩ là nếu người thân bạn bè của họ phạm sai lầm như vậy, thì họ có mong được tha thứ hay không? Chú chỉ đơn thuần là an ủi một người anh em của mình, muốn họ từ sai lầm mà đứng lên thì có gì đáng trách chú nhỉ? Cháu cũng chưa thấy nước nào có bộ luật xàm sỡ thì đáng chết cả. Dù sao chú cũng là một phần trong tuổi thơ của bao nhiêu người, cháu tin chú làm gì cũng có lý do của nó, một dân mạng cho hay. Trước phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng, Xuân Bắc đáp trả bằng bình luận. Thế chả nhẹ nói sai thì đừng sửa à, phán xét nhau làm gì? Luôn tự mình biết phải sống tốt và mình tốt mình biết, không phải có thổi tắt nến của người khác để chứng tỏ nến của mình sáng đâu. Trước Xuân Bắc, diễn viên Hồng Đăng cũng vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ dân mạng khi để lại bình luận bên vực Phạm Anh Khoa dưới bài viết của Thùy Trang, bà xã Nam Rocker. Đối mặt với mọi áp lực từ dư luận và việc bị khui quá khứ đánh phụ nữ, Hồng Đăng buộc phải xóa bình luận đó.
Từ chú cháu, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã là anh em, khoe ảnh ở chung nhà quá bạo. Trên trang cá nhân Facebook chính thức của Lương Bằng Quang, nam ca sĩ đã công khai mối quan hệ yêu đương với hot girl thị phi Ngân 98. Lương Bằng Quang là một ca sĩ, nhạc sĩ khá nổi tiếng với thế hệ trẻ 8X, đầu 9X, với bài hit Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm. Anh từng gây sốt với chuyện tình 6 năm giữa anh và siêu mẫu Trương Nhi. Vào thời điểm cách đây vài năm, ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của cặp đôi này và ra sức chúc phúc cho họ. Tuy nhiên, sau 6 năm bên nhau, nam ca sĩ là người đã chủ động đề nghị dừng lại mối quan hệ cả hai để có thời gian cống hiến cho sự nghiệp. Sau chia tay Trương Nhi, Lương Bằng Quang vẫn lẻ bóng cho đến khi lộ hàng loạt bức ảnh tình tứ với Ngân 98. Mặc cho dư luận hoài nghi, nhưng cả Lương Bằng Quang và Ngân 98 đều khẳng định họ là thầy trò. Ngân chỉ đến studio của thầy Quang để học hát. Thế nhưng, thầy trò sau đó đã thay bằng chú cháu. Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau, thậm chí chú Quang còn nói rằng sẽ cùng Ngân 98 đi du lịch 7 nước trước khi gả chồng cho cô nàng. Hết chú cháu, giờ lại bạn ấy. Loạt status yêu đương xến xẩm của thầy Quang trên Facebook. Dân mạng bốc mẻ chuyện ở chung của Ngân 98 và Lương Bằng Quang, yêu nhau ở chung nhà chẳng có gì là xấu. Gần đây, trước làn sóng ném đá quá nguy hiểm của cộng đồng mạng về mối quan hệ chú cháu, Lương Bằng Quang đã công khai mối quan hệ trên trang cá nhân. Anh gọi Ngân 98 là bạn gái và đăng ảnh ôm ấp của hai người với dòng caption trên. Bên trái là cháu, bên phải mới là bạn gái. Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Cuối cùng thì cũng thừa nhận rồi, chú cháu mệt rồi nên anh em thôi. Một vài dân mạng sống cạnh khu chung cư của cả hai nói rằng cả hai đang sống chung rất hạnh phúc. Một số người còn nhìn thấy đôi tình nhân dắt chó đi dạo, đi đâu cũng như hình với bóng. Mối quan hệ của Lương Bằng Quang và Ngân 98 khiến không ít fan của Trương Nhi tiếc nuối đau lòng, nhưng một phần đông dân mạng khác lại ủng hộ cặp đôi, tin tưởng Lương Bằng Quang đã làm thay đổi Ngân 98, khiến cô không còn xuất hiện lố bịch trên mạng xã hội như trước.